Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng nhỏ bé luôn. Và hôm nay HNT sẽ cố gắng lấy được cái con này nha các bạn. Đây là cái chú rồng, gọi là giống như là ngựa vậy. Nhìn rất là đẹp luôn, có cái sừng ở trên đầu. Ô la la, và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng là lụm cái chú này nào. Cố lên, ồ được thức ăn luôn. Wow, hơi càng đi càng tốn kém các bạn à. Ồ được 10 cái con rồng mơ quý hiếm luôn kìa. Và đây là thức ăn. Ồ sắp thời ơi, chỉ còn một cái nữa là chúng ta có thể được nhận thêm, rồi là nó hỗ trợ cho chúng ta để có thể mà tiến tới trong quá trình hết cái đó là cái gì mình cũng chả biết nữa. Ok, là Advent đấy. Đây chúng ta có một cái con rồng mới ở đây các bạn à. Và mọi người hãy cùng mình theo dõi cái con rồng mới là cái con gì đây. Đây rồi, chú ấy đây rồi. 10 tiếng nữa chúng ta sẽ có một cái con rồng mới. Wow, và bây giờ thì đi chơi Advent tiếp nào các bạn. Mới thu hoạch xong được một đống đồ chơi Advent rồi. Hàng đâu? Đây rồi, lụm hàng. Cho bao nhiêu đây? Ô, cho được 300. Thôi kệ, cho nhiêu hay nhiêu các bạn. Đó. Ồ, cái này, con này chúng ta chưa có luôn rồi. Rồi, hết rồi, hết tiền rồi. Chơi khô máu rồi các bạn ơi. Không biết cái mục đích. Ồ, gần tới đích rồi nè các bạn. À, vậy là chúng ta sắp có một con rồng mới nữa rồi. HNT đang cố gắng lụm cái con đó về. Ồ là la, bây giờ thì chúng ta sẽ mua thức ăn nè. Và đi chiến đấu nè các bạn. Mọi người hãy cùng mình trở lại với chiến trường gọi là danh vọng. Đây. Và lần này thì HNT sẽ... mình cho cái con cấp L đi. Ok. Mình sẽ cho cái con cấp L là con rồng, nuôi cho nó mập lên và dắt nó đi chiến đấu nha các bạn. Vì con rồng mình thấy nó rất là bá đạo luôn. Ồ là la, và đây là cái chú rồng của chúng ta. Mới có level 14 thôi và mình nhìn rất là thích cái chú này. Cho nên mình sẽ nâng cái con này lên nha các bạn. Cho nó lên level để nó đi quánh cho vui. Xem nào, cho chú ấy lên level 20 đi. Chú này cấp H mà không phải dạng vừa đâu. Cho lên 24 luôn. 24. Ok. Nó tốn game, tốn thức ăn kinh khủng luôn. Mình chỉ còn 300 mấy thức ăn à. Một con cấp L để đi vào đây chiến các bạn. Ok. Là để vào đây có rồng để quánh cho các bạn xem cho vui. Chứ vào đây mà HNT cứ quánh mà để bị thua hoài thì ai mà coi cho được, đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ dắt nó đi chiến đấu xem. Trận chiến bắt đầu. Ồ là la, sự tái xuất trở lại của chú rồng. Chú rồng thiên thần của mình luôn. Xem nào, trận này chúng ta đấu với một con level 20 và... ấy dạ, con Halliwell này nó mới level 18 mà. Nó ra chắc nó bị người ta dập banh xác quá. Mà đổi lại thì anh em chúng ta con rồng này nó mới chưa có lên sao, cho nên quýnh rất là khó. Chơi khô máu luôn chứ sao bây giờ. Tấn công nào, Halliwell. Ô la la, 7000 các bạn. Xem nào, bây giờ rồng tem bạn quất lại mình. Cái gì vậy? Mình quýnh nó có 7000 mà nó quýnh lại mình 8000. Chơi này làm ăn hay là lỗ lã rồi các bạn ơi, không được. Cố lên nào, rồng Halliwell. Ô cha, nó xúc mình kinh quá, 9000 luôn. Trận này căng quá các bạn, có lẽ mình nên dắt cái chú rồng của chúng ta đem trốn đi và sử dụng đây. Con này ra chắc quýnh không nổi đâu. Đổi đi, cho em này ra đi. Đây thì chiêu được cộng 30%. Quýnh văng dắt con này cho anh Silly. Tấn công. Yeah, 10000 các bạn à. Silly vừa đem lại một màn hạ gục cho team HNT Channel. Ồ là la, con này mà nó quất lên 3 sao vàng luôn. Tem bạn chơi rất là dữ.
nhưng mà HNT thì không có chịu thua đâu. Mặc dù Silly của chúng ta chỉ là cấp E nhưng mà sức chiến đấu, wow, 12.000, quả tuyệt vời. Cố lên nào, xúc một phát nữa là con này văng vách. Còn lại là hai con, đập một con mà quýnh không lại nữa là coi như mình ăn hạnh luôn ấy. Tấn công nào Silly. Yeah, một chiến thắng nữa. Quá tuyệt vời. Silly vừa hạ gục xong hai em. Bây giờ tới em này. Em này quýnh một phát, một Silly muốn chết luôn. Và bây giờ, ấy da da, quá tuyệt vời. Chú rồng của chúng ta có chiêu được đam luôn. Xúc nào. Là thần long của bạn là quýnh rất là hổ báo. Thôi một cái một. Một phát một. Không tới cái thứ hai. Quá đỉnh luôn. Cuối cùng thì chú rồng của chúng ta đã tái sức và sức chiến đấu rất là bá đạo. Chúng ta có một cái món quà nhỏ nhỏ ở đây. Mở ra nào. Được 6, 12. Rồi, vậy chúng ta sẽ có thêm phần thưởng. Ba con chúng ta chưa có con nào chết hết. Ây da, cái gì đây con bạn, tên bạn gì? Cái con này level tới 30, lượng nó troll mình hả ta? Mình hình như là chỉ có cái con này là họ Halliwell này mới level 18 thôi. Halliwell này mình phải cho nó lên level chút xíu nữa để nó mới mạnh được. Cho nó ra chiến đấu như vậy rất là nguy hiểm. Ok, HNT sẽ đi kiếm con Halliwell và nâng cho nó lên chút xíu nha các bạn. Đây, và đây là chú rồng Halliwell của chúng ta. Mình sẽ cho nó lên một xíu để cho nó có khả năng mà nó đi chiến đấu đồ. Để nó bèo quá. Oh my god, hết thức ăn luôn. Rồi. Lần này là HNT sử dụng thức ăn để cho ba con này để đi leo cái này các bạn. Coi gì ở đây leo cái này cấp mạnh nhất chỉ là cấp L thôi, nó không cho cấp H chơi. Nó mà cho cấp H chơi là mình giác mấy con cấp H mình ra mình chiến đấu khô máu luôn. Rồi bây giờ chúng ta chiến thôi nào. Action. Xem nào, trận này chúng ta sẽ gặp ai đây. Wow, level 30 và nó quýnh trước luôn các bạn ạ. Trời ơi, không ổn ơi. Nó quýnh trước luôn mà tuyệt chiêu nó quá mạnh luôn. Đây, buộc phải sử dụng Silly, cho Silly nó ra nó đam phụ lên thôi. Tấn công nào Silly. Yeah, 12.000. Con này phải quýnh nó 3 cái nó mới chết. Nổ đam, quá tuyệt vời các bạn à. Nó bị nổ đam với Silly luôn. Cố lên nào. Như vậy thì chúng ta có khả năng chiến thắng rồi. Còn 5.000. Yeah. Cho Silly luôn rút lui về. Vậy chúng ta sẽ cho thần long ra. Đây, thần long sử dụng tuyệt chiêu long thần. Nó khè liền, một bàn tay tán vô mặt, văng vách con rồng đen Silly hai đầu. Wow, còn con rồng này con rồng gì đây? Nó chơi mình lấy chảo lấy búa nó chọi mình kìa các bạn. Hổ báo trừ mẫu giáo hả bé. Xem tuyệt chiêu của anh đây. Tấn công nào rồng xanh. 15.000 đam các bạn à. Một con số không hề nhẹ luôn. Tên bạn tiếp tục sử dụng những đòn tấn công với tem HNT Channel. Và cuối cùng rồng chúng ta đã phải ngã xuống rồi. Trận này quá nguy hiểm luôn. Thôi con này chịu đòn nó không nổi đâu, cho Silly đi. Tuyệt chiêu này bị giảm luôn. Nhưng mà không sao, tuyệt chiêu lửa chúng ta không có bị giảm đâu chứ hả. Tấn công nào. Silly vừa mang một chiến thắng về. Một hiệp đã qua và bây giờ là cái con này nó đúng đẹp luôn. Nhưng mà sao nó hổ báo vậy nhỉ? Mà Silly quýnh một cái là Silly chết. Không được, không để Silly chết được. Silly là gánh tem các bạn à. Tuyệt chiêu. Mày hả bởi. Tấn công nào Halliwell. Yeah, 11.000. Và bây giờ tiếp tục nó buốt lại mình. Văn giáp thằng nhỏ. Hình như là con rồng Halliwell này nó hơi bị yếu luôn hay sao ấy các bạn. Ok, sử dụng tuyệt chiêu mặt trăng luôn. Silly tấn công. Mày hả bởi. Trời ơi, 18.000 luôn. Mà 18.000 vẫn đam không chết con này. Con Silly của mình không biết sao mà sức mạnh rất là bá đạo các bạn. Cuối cùng Silly vẫn còn sống và hai con kia chết ngắt. Ok.
Silly vẫn gánh tem. À, bây giờ chúng ta sẽ cho hai con này đi nghỉ ngơi. Và hai con tiếp theo ra sẽ là Shadowman và Happy. Oh my god, cái gì đây? Level 40 luôn. Thôi bỏ đi. Mấy cậu này chơi gì mà kinh thế không biết. 29, 29, 27 các bạn à. Hai con cấp L, một con cấp E. Làm như là tem bạn nó thấy mình làm như rồ lắm hay sao ấy. Nó cho mình toàn là mấy người dữ không à. Chiến trận này xem thế nào. Đầu tiên là chúng ta được quýnh trước luôn. Chúng ta sẽ xem chúng ta có con nào có tuyệt chiêu được đam không. Không có, và chúng ta quyết định lấy Silly ra quýnh trước. Silly sẽ sử dụng tuyệt chiêu đam 30%. Tấn công nào. Xúc 10.000 các bạn à. Cái này là chúng ta phải quýnh cùng 3 cái nó mới chết. Chính xác là vậy. Ồ, nó quýnh mình cái 7.000. Cái nữa coi nào. Tem bạn hai con level 29 và một con level 27. So về đẳng cấp thì dường như là tem bạn mạnh hơn mình. Ê, giá gì mà 11.000 kinh vậy? Không ổn mà đại dương ơi. Cho Silly lui về. Bây giờ thì cho Happy ra đi. Chiêu mạnh nhất của Happy là chiêu gì đây? Chiêu này. Ráng quất lên 7.000 lấy lại máu mặt cho tem cái nào. Quá đã luôn. Silly bị xử xong một bé. Ồ, con này level 27 các bạn. Trời, nó hậu báo ghê luôn. Nó quýnh một phát một thốn kinh khủng. Chúng ta có con nào được đam không luôn. Trời ơi, trận này rất là khó khăn luôn. Silly tấn công. Dồn toàn lực nào. 10.000. Silly quýnh đam một cái được 10.000 các bạn à. Một con số không hề nhẹ đâu. Nhưng mà mình thấy tình hình này không ổn tí nào. Tem bạn máu quá trâu. Thực sự mà nói thì tem bạn máu quá trâu luôn. Đây, một gánh nặng không hề nhẹ đang đè nặng lên tem HNT Channel vì con này level 27. Thời ơi, quýnh một cái có 5.000. Quýnh một cái có 5.000 làm sao mà chịu nổi đây chứ hả? Thì kêu điện xem nào, cố lên. Spider-Man quất nào. Thời ơi, không ổn rồi đại dương ơi. Con này nó chỉ có một chiêu một ha. Nó không có chiêu thứ hai nữa. Mà quýnh nó thì chết, nhưng mà Silly mình không biết con tiếp theo nó có cái chiêu gì đây. Phải nó có cái chiêu mà no down với con Silly thì chúng ta có thể giành chiến thắng. Nhưng mà nó có cái chiêu mà ngược mình là coi như nó quýnh cái mình. Rồi xong, hiểu luôn. Xác định luôn rồi. Ok. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và chia sẻ video để ủng hộ HNT Channel nha mọi người. À, ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn nha. Ô la la. Trận này chúng ta bị thua một cách thê thảm. Ok. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.